Như Dân Việt đã đưa tin, theo công văn nhắc nợ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý nợ và khai thác tài khoản Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam, Eximbank AMC, ông P. H. A đăng ký mở thẻ tín dụng tại Eximbank chi nhánh Quảng Ninh vào năm 2013. Sau đó tài khoản thẻ này phát sinh 2 giao dịch với tổng trị giá 8,5 triệu đồng. Từ đó đến nay, sau gần 11 năm khách hàng chưa trả nợ, khoản nợ cả gốc và lãi tăng lên đến hơn 8,8 tỷ đồng. Trong diễn biến mới nhất, theo tìm hiểu của phóng viên, ngày 19 tháng 3, ông P. H. A chủ thẻ tín dụng của Eximbank cùng luật sư bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho ông P. H. A đã có buổi làm việc với lãnh đạo cấp cao của Eximbank. Tại buổi làm việc, hai bên mong muốn thống nhất sẽ phối hợp giải quyết dứt điểm vụ việc, đảm bảo quyền lợi cho cả hai bên trong thời gian sớm nhất. Liên quan đến vụ việc, Eximbank chi nhánh Quảng Ninh cũng đã có báo cáo giải trình với chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Quảng Ninh. Một lãnh đạo của chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Quảng Ninh xác nhận, Eximbank chi nhánh Quảng Ninh đã có báo cáo giải trình với đơn vị nhưng không thể cung cấp thông tin vì đây là bí mật kinh doanh. Tuy nhiên, phía ngân hàng báo cáo muốn làm việc với khách hàng để thống nhất phương án xử lý. Theo đó, việc trả món nợ phải phù hợp với điều kiện của hai bên nhưng cũng phù hợp với khả năng của khách hàng. Đây là tranh chấp dân sự giữa Eximbank và khách hàng. Trước mắt, hai bên tự giải quyết cho ổn thỏa. Trong trường hợp không giải quyết được thì đưa ra tòa. Lúc đó chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Quảng Ninh mới tham gia nhưng chỉ với tư cách là cơ quan quản lý nhà nước. Đại diện chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Quảng Ninh cho hay, trước đó, trao đổi với báo chí, ông P. H. A cho biết vào tháng 3 năm 2013 có nhờ một nhân viên làm việc tại chi nhánh Eximbank ở Quảng Ninh làm cho một thẻ tín dụng, nhưng thực tế sau đó không được nhận thẻ tín dụng này. 4 năm sau đó, năm 2017, ông có nhu cầu vay vốn ngân hàng thì mới tá hỏa biết bản thân đang có nợ xấu bên Eximbank. Vì vậy, ông chủ động đến chi nhánh Eximbank Quảng Ninh để xác minh và được thông báo là ông đã ký nhận thẻ. Khi đó ông đã đưa ra phương án chấp nhận trả lại tiền gốc 10 triệu đồng trong thẻ tín dụng và nộp thêm 10 triệu đồng nữa gọi là phí phạt. Mặc dù số tiền này bản thân không hề được tiêu và cũng không biết có sự tồn tại của thẻ tín dụng này hay không. Tuy nhiên, phía ngân hàng không đồng ý. Qua nhiều cuộc làm việc, hai bên không thống nhất được phương án và đến cuối năm 2023, tổng số nợ mà ngân hàng yêu cầu ông P. H. A phải trả lên tới hơn 8,8 tỷ đồng. Phía Eximbank khẳng định về phương thức tính lãi, phí hoàn toàn phù hợp với thỏa thuận giữa Eximbank và khách hàng theo hồ sơ mở thẻ ngày 15 tháng 3 năm 2013 có đầy đủ chữ ký khách hàng. Quy định về phí, lãi được quy định rõ trong biểu phí phát hành, sử dụng thẻ cũng đã được đăng tải công khai trên website của ngân hàng. Đại diện Eximbank cho biết, khách hàng P. H. A. mở thẻ Mastercard tại Eximbank chi nhánh Quảng Ninh ngày 23 tháng 3 năm 2013 với hạn mức 10 triệu đồng. Sau đó đã phát sinh 2 giao dịch thanh toán vào các ngày 23 tháng 4 năm 2013 và ngày 26 tháng 7 năm 2013 tại một điểm chấp nhận thẻ. Từ ngày 14 tháng 9 năm 2013, khoản nợ thẻ nêu trên đã chuyển thành nợ xấu, quá hạn phát sinh đến thời điểm ngân hàng ra thông báo nêu trên là gần 11 năm. Trong suốt gần 11 năm qua, Eximbank đã nhiều lần thông báo và làm việc trực tiếp với khách hàng. Tuy nhiên khách hàng vẫn chưa có phương án xử lý nợ, đại diện Eximbank khẳng định. Ngân hàng này cũng cho biết việc phát thông báo nghĩa vụ nợ cho khách hàng là hoạt động nghiệp vụ thông thường trong quá trình xử lý, thu hồi nợ.